Thấy dấu giò trong đó. Rồi trời ơi. Hello mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ nha. Thì hôm nay Hiệp tiếp tục đi đặt lạp ếch nha mọi người. Thôi. Đây. Đây là 10 cái lạp kẽm. Còn đây là 4 cái lạp đa năng. Là mình đặt tổng cộng hôm nay 15 cái nha mọi người. Thì 11 cái lạp kẽm gì đó nãy mình không đếm kỹ nữa. Thì cho nó tròn là 15 cái đi nha cả nhà. Đây. Đây là cái đường nước xung quanh là ruộng xả nước ra hết nha mọi người. Thì mình đặt mình kiếm mấy cái đường nước mà người ta xả ra còn dũng dũng nè. Mình sẽ cố gắng mình đặt đây cái đường này luôn nha. Rồi trong 15 cái mình đặt đường này luôn. Đầu tiên mình đặt 4 cái ở đây trước đi. Rồi tiếp tục đây cái luôn nha mọi người. Rồi cuối cái cuối cùng đây luôn mọi người. Xong mình quay về mình chạy lên trên đó mình đặt thêm 10 cái 11 cái lợp kẽm nữa nha. Mới đặt ra mọi người. Rồi hẹn gặp lại mọi người sáng ngày mai mình đi cuốn luôn nha. Để coi tình hình nó sao nha, chứ nước này mình thấy nó không ngon mà hôm qua nước hôm qua mới ngon. Nếu các bạn có nhu cầu mua lợp ếch, lợp gắn, dấn mini và tất cả các dụng cụ săn bắt, hãy liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 0372114950 để đặt hàng theo yêu cầu. Rồi, hello mọi người luôn nha. Thì sáng sớm rồi, hồi tối dứt đám mưa, béo càng béo đít hết. Tưởng đầu là hôm nay là xong phim luôn rồi, hên là quất đám mưa khoảng 1 phút, 2 phút à. Cũng mưa lớn nha, nhưng mà mưa qua cái nha. Không biết tối có bị ngập không nữa. Nếu hên xui đi ngập thì hôm nay mình ăn cua nữa đó, thì mình xuống địa điểm này hôm qua mình đặt tự đẳng dậy đây và mình đặt trên chở. Hôm nay mình chặn ngay giữa này mình thăm lập đa năng trước đi. Mình lấy một cái lợp mình lấy một cái lợp hay hôm của mình cho mình thêm theo mình đứng. Rồi đây em mọi người, cái đám này mà chuột thôi rồi luôn đi, dấu giò chuột lư hết luôn mọi người. Rồi như đây có người đặt rồi, còn dấu đặt lợp ếch nữa kìa. Ui xui quá rồi, cái này trước đi, xui rồi mọi người, không thấy dấu giò ếch lại luôn. Ui hèn ơi, ôi có ếch mọi người, ai còn nè. Đó tưởng là không có chứ, rửa đi. Con nha mọi người, đó con nhỏ con bự cũng đỡ khổ. Ui da, cái đầu tiên ăn gặp con này nó ít nha. Lại nha, lấy thăm mấy lọc đa năng nè. Ủa, không biết có ngập nước rồi không. Rồi dính rồi. Đây động động nước cũng bổng đây nè. Bữa nay không chạy cua à. Cua có ếch luôn mọi người nè. Một con cua một con ếch. Đường này có người đặt rồi. Đặt lại nè. Ngớt bự ít chứ. Xíu. Ít nữa xíu mọi người. Bắt ra luôn. Để ăn đây làm chi. Đâu rồi. Ếch ác ác. Đó. Mày vô luôn.
coi máy đa năng đầu tiên. Tiếp đây, nó đây, cái này không thấy động tĩnh nè, cua nó nha. Rồi cua nữa rồi, thôi vô ngết nữa mọi người nè. Hai con cua với ngết luôn nè. Đem qua đây, lúng quá trời lúng mà. Rồi trời lúng. Ui 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 ui. Đây, nó đây. Đó. Này chạy yếu rồi. Hai con cua. Cua nè mọi người. Đó. Bên đây con nhỏ nữa, hai con. Hai con cua nhỏ nè. Rồi. Tốt. Này dễ yếu quá. Cua cũng ít nữa. Tiếp luôn. Rồi cái này không chạy không ơi. Này chạy ốc không à. À, cái cuối cùng đạt gần cái giới này nè. Đây, hãy đặt ngoài ngoài trống luôn nè. Không, mình không có đẩy lưới gì hết lên á. Ủa, là lại cỏ vậy chứ. À, vô cua nữa nè mọi người. Ui dạo, dạo. Này, hiệu quả này. Cái đa năng ở đây. Vô cua không. Ủa, con gì trời. Được cua không nè mọi người. Hai con, ba con cua. Hai con thấy nha. Đèn con nè. Dưới đèn con nữa nè mọi người. Rồi. Chết luôn. Rồi để mình quay cái giớn người ta đặt nó chạy cóc gì trời. Trời ơi mọi người kìa, bốn con cóc luôn với một con nhái xanh, năm con cóc luôn, cóc chích queo rồi nè. Để mình xuống mình quay cho mọi người xem. Đây một con cóc nè, bên đây một con nữa nè, hai con, đây một con nè, ba con, bốn con, còn con lặn này. Còn cái xanh đó, cái xanh này nè. Lặn rồi. Thấy mình quay, mình xuống mình quay nó lặn nè mọi người. Ây da trời ơi. Quá thế. Rồi mình lên. Mình xong bốn cái rồi. Bốn cái đa năng chạy yếu á, chạy cua nhiều. Chạy cua với ếch mà ếch có chạy cái hai cái, hai cái vậy. Còn lên kia mình thăm lập rồi cảm luôn, bỏ vỏ sách đây đi, vỏ sách lập đa năng đó đi, mình tiếp tục mình lẩu xuống đây mình đi thăm mấy cái lập kẽm đi. Ui 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 ui, sáng trần quá. Kẽm đâu bên đây nè, đây nó này. Tối không biết có ngập không mọi người, mà mình thấy có chạy đằng kia, cái đằng kia chạy là cũng đỡ rồi. Ngập nửa lợp à, đỡ. Ốc nó buộc ngạt chân luôn. Ôi có chạy nha mọi người. À, cá rô luôn, vô cá rô luôn kìa. Hai con cá rô luôn.
một con ếch hai cái gô luôn. À, cái gô hai cái gô luôn nha mọi người. Đó. Chạy hai cái gô với con ếch. Ô cũng đỡ khổ. Chạy cái gô luôn. Cực. Không chạy cua, chạy cái gô, đường này cua ít nè. Đường này bị bắt quá trời nha. Đó, tiếp tục mình lên cái kế tiếp. Ồ, lúa nè, lúa chạy giống nè mọi người. Lúa chạy giống xịt thuốc liên miên luôn mà vẫn bệnh là bệnh nè. Uống chi ngoài nông dân mình. Nông dân mình xịt theo kiểu ngoài nông dân mình là như là thắt luôn. Lúa chạy giống này ta xịt dữ lắm mọi người. Xịt tặng máy bay không á. Xịt như là tầng nào cũng xịt luôn. Xịt thuốc dữ không. Gì mà không lợi nữa. Mà nông dân mình mà học xịt theo nó như là màng lỗ luôn mọi người. Rồi cái kế tiếp luôn. Thụp. Rồi chết quớt rồi. Ây da. Chết quá cả mọi người ơi. Giống mặn ghê lắm, mặn. À, bông lúa bông nào cũng nấy cành cành, lúa cấy mọi người. Nguyên cánh đồng chạy giống rồi. Mấy trăm công. Ôi, cái kế tiếp rồi. Ok, tiếp đâu ta? Đây nè. Chạy giống này thì cá rô phi nó nhiều, nhiều lắm. Mà ta bắt quá trời bắt luôn. Kìa, người thấy cái đồng chuột không? Theo mấy đường này cắt lúa rồi á, theo mấy đường này bẫy chuột cũng đã lắm nè. Không thấy dấu ếch lại. Rồi, chết rồi. Chết rồi mọi người. Xui rồi, bữa nay xui rồi mọi người. Đường này tối dính mưa nữa chứ. Mấy cái đầu, cái hai hôm của mình chạy thấy mừng rồi, tưởng đâu chạy. Rồi, cái kế tiếp luôn. Lại thấy dấu vỏ ếch nhiều quá mấy, có lý. Không thấy dấu vỏ ếch như tèo. Phịch. Rồi, không thấy con gì hết trơn mọi người. Ờ ơi, cua nè, hai ba cua nè. Cua nhỏ không mọi người. Cua nhỏ không nè. Ba con luôn. Trong chạy giống này không có ếch nhiều mọi người. Người ta cắm câu người ta đặt nhiều quá. Ba con nha mọi người. Ba con cua. Nhưng không có ếch. Phần tối bị dính đá mưa nữa. Hồi đó ở lúc mình còn nhỏ khoảng 7-8 tuổi là khu chạy giống này là dạng như là ếch là chưa ếch đó mọi người. Ếch là lại cầm là sau lưng là dính đó. Trời. Cầm trước là sau lưng dính đó. Đây cái tiếp luôn, hình như có dính nè mọi người. Thấy ếch nó mỏ ra nè, rồi dính luôn. Đấy. Một con ếch chậm chậm nha. Một con à mọi người, ếch bự. Đó. Cái này dính, chịu dính là dính ếch bự không. Tại nó núp ở dưới đường nước vô hang rồi á. Con bự bự không à. Ếch bự nha mọi người. Trời. Đó. Ếch bự. Để đi, chút quay lại mình lấy. Cả nhà đi chặt lập ếch được hoặc là cắm câu ếch đó, để ý cho mình nha. Cái chỗ nào mà là ruộng nào mà lung á, đất lúng á, ếch nó sẽ nhiều hơn, ếch nó sẽ ở nhiều hơn. Ồ rồi mấy cái gì vớ người ta đặt ở đây, ếch nó cốc vô quá trời vô. Cái này không thấy dấu vỏ ếch luôn. Rồi, cua nữa hả vậy?
Rồi cua nữa mọi người, rửa cho mọi người coi. Cua nữa nè, cua hoài cái ta ơi. Hôm qua ăn mớ mà ăn mớ nữa, ăn được à. Xích cái này. Ây da, trời trời, xem em chặt cái ốc rồi. Tiếp nha mọi người. Mấy cái tiếp đâu đây ta? Đặt đâu? Mình thấy ủng ủng trong đây, giờ đi lại mất tiêu rồi. Đặt cái hị này nè. Dưới đây ít ít. Hồi bữa trước mình đặt ở mé bên bên ruộng á, ruộng của nông dân chứ không phải trong trại. Ít chạy mấy cái, chạy mấy cái cuốn chạy trầu ba cũng con, bốn con. Ba cũng con không mà còn bự bự không. Rồi cua nữa. Lại cua nữa mọi người. Nè. Đó. Này thất bại à. Cua không. Cua thì mình dứt cua. Tiếp tục. Đặt đường nước này gặp mưa là như là thất bại. Không thấy dấu ếch gì trơn. Ui. Chết rồi. Ốc không à. Vô ốc có bích lợp luôn. Dục mày lên đó đi. Mày không chạy thì tụi dục mày lên đó. Ba bị ớn quá mọi người. Ủa. Cắt cái tiếp đâu ta? Ủa kỳ ta. Ồ ngon 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 ngon. Ngon vậy. Rồi như hết rồi mọi người. Mình còn mà ba cái ở dưới chỗ mà mình nói tiếp với chỗ bữa hổm. Xuống đây thầm mà. Mấy cái mình nói tiếp đây, tối mưa không biết tình hình sao đây. Đây. Gai đâm. Xuyên miễn nè. Ra đầu tiên đây. Thấy dấu giò trong đây. Rồi trời ơi. Hú hồn. Ừ. Hai con ếch nhỏ hí chứ. Nó ngồi một cái. Thì cái nhậu. Đúng là ếch khủng thiệt. Hai con. Ok à. Nó ngồi bích cái lợp luôn rồi kìa. Trời ơi. Ngồi bích cái lợp luôn mọi người. Hai con rồi nha. Hai con này hơn nửa ký á. Ok à. Ở trong camera cái nhà thấy nó nhỏ xíu nha. Ra ngoài trời ơi, nó bự. Mình dở ra mà nó không nhảy nổi luôn á. Nè. Oh my god. Gỡ ra nó chà bá vậy đó. Khủng khiếp luôn nội luôn. Nó không dãy nổi luôn kìa mọi người. Năng y luôn nè. Quá đại quá đại quá đại. Rồi cái tiếp đây luôn à. Đây mà ba cá cuối này mà nó chạy giống vậy hết chắc sướng. Rồi cái này lúc bình địa. Ui nè. Ô cái này chạy con mọi người. Con bự luôn. Nè, đó. Ở đây chạy ếch bành bành không à, con bự nha mọi người. Đó. Uh-huh. Để rửa cái lên vậy mọi người xem. Đó. Ở trong đây chạy ếch bự không tơi. Đã thiệt. Đặt trong ruộng nhà mình. Ủa lộn, ruộng ruộng này là ruộng trong nông dân. Ở trong chạy giống này thua rồi, trong chạy giống ít ít quá, ít nhỏ nữa chứ.
đặt trong đây cái chạy quá trời chạy luôn, còn canh canh không nè, quá thế ngớt rồi. Đặt dị nó mới đã, kiểu này mà đặt nhiều nhiều cái ở trong đây ha, con nào hôm nay lớn thôi thôi thua luôn rồi. Đây cái cuối cùng luôn mọi người, chết cha không, cái này đặt ngược gió à. Rồi thấy có động nước luôn cũng đỡ, đỡ khổ. Ui, ôi ôi, vô một mùa nùi nè anh ơi. Nè. Đó. Ôi ôi, cái cuối cùng nó đã mọi người. Sướng. Bích hết nó lợp luôn nè. Bích hết cái miệng luôn, đây hai con. Đây hai con, nó bốn con bự không. Rồi đã. Mọi người, bốn con bự không à, bốn con hết năm con ta, bốn con mọi người, bốn con, con nào ông nấy bự không à, đó, đã ốc nổi không, có ba cái cuối này mà vớt vát lại cả vàng lợp ở bên kia luôn mọi người, nè, không thể tin được, rồi con đã. Chỉ ba cái mà kéo lại một vàng luôn, khủng khiếp. Ba cái thôi. Hôm qua hơn là mình nhớ lại mình ở đây mình còn khúc bữa đó mà hồi bữa trước mình đặt tới đây còn khúc mình chưa đặt hết, qua đây dứt khoát trong vô tại một khúc. Ôi ôi ôi. Có ba cái thôi mà nặng ì luôn mọi người. Ôi trời. Cái đầu tiên nè mới khủng hoảng. Đó, ba cái mà nặng ì luôn nè. Cái đầu tiên nè mới khủng nhất nè. Ngớt chà bá hai con nằm giáp lợp luôn. Hai ngớt đó bằng bốn con. Bốn con cái đằng kia. Lên đường này không biết có miễn không đây, đi ớn ớn dò quá. Còn bỏ mấy cái này đi rồi mình xuống dưới mình gỡ mấy lợp kia dài lên, bỏ đây năm cái đi mọi người, năm cái bự không à. Đó, bỏ đây về nhà mình đổ ra cho mọi người xem được nhiêu rồi, hôm nay được nhiêu rồi nha. Này là mình dọn hai ngày cua lại nè, sáng được mớ nữa. Đó. Như đây đủ nấu canh nè. Đó, hôm nay hết rồi. Khủng hoảng mọi người. Nè. Không. Con nào nấy cành cành không nè. Bốn ngón tay. Bốn ngón tay nha. Rồi. Để căng cho mọi người xem nha. 15 cái. Rồi, ký gử. À cái nha. 15 cái. Ký gử ếch. Ký gử ếch cũng nhờ mấy con ếch bự ba cái cuối ếch cành cành ếch. Bốn tay không cả nhà. Nên nó nặng ký nha. Ký gử với được má cua nữa. Dồn 2 ngàn lại nấu canh được à. À, à. Ếch bành bành không? Ở ngoài nhìn bự lắm cả nhà. Tròn ủm mà đã. Video đến đây cũng kết thúc rồi cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay ủng hộ thì cách like và đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những clip lần sau.